Hôm nay mình sẽ đi ra thăm vườn rau nhà mình xem đã có đỗ chưa các bạn nhé. Nào, các bạn ơi. Ở trên đường mình ra vườn rau mình nhìn thấy một con gì này các bạn ơi. Các bạn có nhìn thấy không? Mình nhặt được một con khủng long này các bạn ơi. Wow, chiu chiu. Ô, hay nhỉ, ở bên trong nó có cái gì này các bạn ơi. Ô, để mình thử bóp xem nào. Bắn em nào. Ô, piu piu. À, đây là một cái súng khủng long các bạn ơi. Được rồi các bạn ơi. Bây giờ các bạn hãy cùng mình nhá, mình sẽ đi ra vườn rau nhà mình săn các động vật ăn rau phá hoại rau nhà mình nhá các bạn ơi. Rèn rèn rèn. Ô, đây rồi. Mình bắt được một con gì đấy các bạn ơi. Mình thử bắn nhá. Piu piu piu. Piu chiu 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 chiu. Wow, nó chết rồi các bạn ơi. Để mình lấy xuống nhá. Này, các bạn ơi, sợ chưa? Một con sâu nó phá hoại đỗ nhà mình này, sợ chưa? Đây là một con bọ cánh cứng đấy các bạn ạ. Ô, bạn thả bạn đi đâu về đấy? Ô, bạn có cái gì đấy? Wow, bạn có một túi gì đẹp thế này? Cho mình xem nào. Wow, bạn có túi kẹo à? Ô, ở bên trong nhiều kẹo đấy, bạn thử bỏ ra xem nào, cho mình xin cái được không? Nào, bạn thử bỏ ra cho mình xin cái. Wow, kẹo gì đấy? Ồ, mẹ bạn mua cho bạn cái kẹo ngon thế. Bị hoa quả này các bạn ơi. Ồ, thích nhỉ. Bạn thử bóc ra cho mình xem nào. Wow, trong bên trong có gì không bạn? Ô, này các bạn ơi, bên trong có các vị hoa quả này. Ồ, đẹp nhờ. Bạn thì bỏ ra đây cho mình xem nào. Ô này các bạn ơi, quả nhiên vị nho này. Đấy, đẹp nhờ. Bạn thử ăn xem nào, ngon không? Ngon nhờ. Wow, đây bạn ơi, bạn ăn đi. Mình không ăn đâu, bạn ăn hết đi này. Đấy, bạn ăn đi. Bạn có đi chi săn các con vật với mình không? Mình có cái súng khủng long này, bạn Thảo ơi. Đi, mình và bạn sẽ đi săn khủng long nhá. Đi ra vườn đỗ nhà mình này. Ô, mình treo một mặt lạ của chú bé giới ở đây này các bạn ơi. Để cho sâu nó sợ, nó khỏe cắn đỗ này các bạn ơi. Đấy, mà sâu nó vẫn nhiều thế các bạn ạ. Không biết ở đâu đến các bạn này. Đây các bạn ơi, đẹp chị thích không? Để mình thì độ lên nhá, để mình đi mình tìm sâu nhá các bạn nhá. Wow, in in. Này các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy không? Đấy, mình có một chiếc mặt lạ ở đây này các bạn ơi. Đấy, mình bây giờ mình sẽ đội lên, mình sẽ đi tìm các con vật nhá các bạn nhá. Nào, thử đi tìm xem nào. Nào, wow, các bạn ơi, ô bạn thả bắn đi. Con mình tìm thấy một con gì này. Ấy, bạn Thảo đang bắn này. Wow, các bạn ơi, đây là một chú khỉ này. Một chú khỉ đang ăn gì đây? Một chú khỉ đang ăn chuối đây các bạn ơi. Đang leo lên cây để ăn chuối đấy các bạn ạ. Chắc lại vào vườn nhà mình hái chuối ở ra đây ăn chứ gì. Biết ngay mà, ở ngoài vườn nhà mình có một bồn chuối chín mà. Thế nào mình cứ ra vườn thấy chuối mình mất. Hóa ra là một con khỉ này các bạn ạ. Một chú khỉ này toàn vào vườn nhà mình hái chiếc trộm chuối cho mình ăn thôi. Wow, rồi để mình sẽ cho vào đây nhá các bạn nhá. Để mình thử đi tìm xem nào. Thử đi tìm xem còn con gì nữa không. And đâu xem còn con gì nữa không nào. Ô các bạn ơi, đây 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 đây, các bạn có nhìn thấy gì không? Đấy, bạn thả bắn đi. Chiu 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 chiu. Đây này, sợ chưa các bạn ơi? Các bạn có đoán đây một con gì không? Đây là một con tắc kè. Không phải tắc kè à? Đây là một con khủng long đấy. Một con khủng long đấy, sợ chưa? Bạn Thảo có sợ sợ khủng long cắn không? Sợ không? Sợ nhờ, khủng long nó cắn sợ lắm đấy. Ấy, cho hai con cắn nhau đi nào, riêng riêng xem ai thua nào. Em, ui ui, con của mình thua rồi. Bạn, con của bạn Thảo lợi hại quá, phun được cả ra nước này. Nhưng mà con của mình sẽ phun ra lửa này, rèn thiêu này. Nhưng mà thôi các bạn ạ, mình con của mình thua bạn, con của bạn Thảo nhá. Bây giờ bạn Thảo cầm đi, thử đi tìm xem nào. Đi quanh đây sang bên này xem còn cái gì nữa không nào. Wow. Ô, ô hết rồi. Hết rồi các bạn ạ. Ấy, cái gì nhỉ? Ấy, cái gì? Cái gì rung rung này các bạn ơi? À không phải đâu các bạn ạ.